Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 1895 về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại 3 thành thành phố Mỹ Hào. Đây là những mục tiêu rất quan trọng để đến năm 2030, thị xã phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2, cũng như thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào đã có nghị quyết riêng về thực hiện phát triển đô thị, giao Ủy ban Nhân dân thị xã đưa vào chương trình và xây dựng kế hoạch để có lộ trình thực hiện. Trong đó tập trung rà soát lại tiêu chí để huy động các nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí đô thị, để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, công trình đô thị, làm mới, chỉnh trang các tuyến phố chính, các đường trục của thị xã để kết nối giữa các xã phường xung quanh với vùng lõi của đô thị. Phát huy tối đa khả năng xã hội hóa đầu tư trên cơ sở hợp pháp, đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, phù hợp với quy hoạch chung, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, chú trọng khuyến khích tạo điều kiện cho việc tự xây dựng cải tạo nhà ở, ngõ xóm trong các khu dân cư hiện hữu song song với các dự án của đô thị. Công ty Lào Hồng Phúc chúng tôi đã và đang triển khai một số như CT3, đó là khu cuối năm 2023 là công ty đã được Sở Xây dựng chấp thuận cái việc đủ điều kiện để mở bán xây dựng nhà ở xã hội cũng như là nhà ở thương mại. Đối với phát triển hạ tầng giao thông, đảm bảo thống nhất đồng bộ với hạ tầng giao thông của tỉnh, giao thông quốc gia, đầu tư hoàn thiện các tuyến giao thông chính trong đô thị như xây dựng đường quy hoạch rộng gần 70m từ quốc lộ 39 địa phận huyện Yên Mỹ đến khu công nghiệp Minh Đức, xây dựng đường trục Bắc Nam thị xã từ xã Lương Tài huyện Văn Lâm đến đường Phạm Ngũ Lão. Đây là một trong những công trình trọng điểm của công ty và cũng là công trình trọng điểm của thị xã. Để chúng tôi tập trung mọi nguồn lực, máy móc, nhân công, thiết bị tăng ca để nhanh cái tiến độ thi công công trình đạt được đúng theo cái hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Đối với vùng lõi của đô thị là phường Bần Yên Nhân cũng như các phường vệ tinh như phường Nhân Hòa, phường Dị Sử đều có sự tập trung nguồn lực rất cao, đặc biệt chú trọng đến các thiết chế văn hóa, giáo dục thể thao. Coi đây là các mục tiêu mà các phường phải chủ động thu hút các nguồn lực để làm chứ không phải quá trông chờ ỷ lại vào thị xã. Riêng phường Bần Yên Nhân giai đoạn 2021-2023 đã thu hút các nguồn lực đầu tư khoảng 130 tỷ đồng để hoàn thiện các thiết chế của một đô thị trung tâm thị xã. Tập trung chủ yếu là đảm bảo các tiêu chí để phát triển đô thị, trong đó có các dự án xây dựng các khu thiết chế trung tâm của các tổ dân phố. Chúng tôi thực hiện những cái dự án để phát triển giáo dục, như hiện nay chúng tôi đang thực hiện dự án và hoàn thành dự án trường tiểu học Bần Yên Nhân số 2, thực hiện dự án và phát triển cái hệ thống giao thông công cộng và nối liền các tổ dân phố cũng như là nối với các trục trung tâm của thị xã. Tuy nhiên, đến đầu năm 2024, qua rà soát của các cơ quan chuyên môn, thì một số tiêu chí gồm mật độ dân số trên diện tích đất xây dựng, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị, mật độ đường trong đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý, nhà tang lễ và đất cây xanh toàn đô thị, trong đó có công viên cây xanh tập trung còn thấp, chưa đạt tiêu chí đô thị loại 3. Hiện nay thì nhiều cái tiêu chí về đô thị chúng tôi vẫn đang tập trung để đẩy nhanh để đầu tư xây dựng, trong đó có một số tiêu chí là hiện nay vẫn còn yếu. Tôi lấy ví dụ như là một số những cái tiêu chí về công viên cây xanh, rồi là nhà tang lễ và đặc biệt là cái hệ thống xử lý nước thải đô thị. Chúng tôi sẽ tập trung cao cho xây dựng và một số những cái tiêu chí mà còn yếu, đầu tư cho cái hạ tầng giao thông, rồi là hạ tầng cây xanh chiếu sáng. Ngoài ra một cái nội dung nhiệm vụ rất là quan trọng là cái xử lý nước thải đô thị. Đây là cái công tác phục vụ tốt cho cái việc bảo vệ cảnh quan môi trường, rồi là bảo vệ cho xây dựng cái đô thị văn minh sạch đẹp ở trong tương lai. Hiện nay Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào đang tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. Đây cũng là thực hiện chương trình phát triển đô thị của tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Vì vậy, thị xã đề nghị tỉnh xem xét quan tâm chỉ đạo các cấp có thẩm quyền, quan tâm thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu đô thị, dự án phát triển nhà ở đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp nhận
đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cơ chế đất đai cho các dự án đô thị.